Mà anh cứ hơn vừa, con tim vẫn
bàn tay lòng. Sống nước dài, con thuyền sống đưa xào.
quên tình bao ngày dài theo duyên mới, lỡ yêu thương người nên giờ. Để chào đón sự trở lại của nam ca sĩ Trung Tử Long. Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi, thành phố sau lưng ôm mộng ước gì. Tôi là người đi chinh chiến dài lâu, nên mộng ước đầu tôi nghe đã chìm sâu. Từ mây thu thanh cô nàng vừa ca, chọn kiếp yêu anh linh khô xa nhà. Giữa rừng già nghe tiếng hát thật cao, nhưng giữa rừng già tôi có đâu. Sao không hát cho người diễn dọc trên cầu, khi buồn lầy còn pha sắc ao sen. Trong khói súng say thanh, mắt quầng thăm mất ngủ. Tàn đêm khói lửa giờ chỉ còn hai tiếng yêu em. Sao không hát cho những còn mãi mê, lá rừng che kín đường về phồn hoa. Không hát cho những bà mẹ từng đêm nhớ con xa, hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua. Rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh, đời lính quen yêu gian khổ quân hành. Nghe từng ngày thơ tiếng súng triền miên, đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên. Lời hát xin gây rung động thật lâu, đừng hát như chim giữa rừng lá sầu. Xin thật lòng trong câu hát đầu như cửa rừng yêu lá thấp mà xa nhà. Giữa rừng già nghe tiếng hát thật cao, nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu. Sao không hát cho người diễn dọc trên cầu, khi buồn lầy còn pha sắc ao xanh. Trong khói súng say thanh, mắt cuồng thăm mất ngủ. Tàn đêm khói lửa giờ chỉ còn hai tiếng mênh mang. Sao không hát cho những người còn mãi mê, lá rừng che kín đường về phồn hoa. Không hát cho những bà mẹ từng đêm nhớ con xa, hãy hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua. Rừng lá
xanh xanh lối mòn chạy quanh đời lính quen yêu gian khổ quân hành nghe từng ngày thơ tiếng súng truyền miên đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên lời hát xin gây rung động thật lâu đừng hát như chim giữa rừng lá sầu xin thật lòng trong câu hát đầu môi như lính giữa rừng yêu lá thật lòng trong câu hát đầu môi như lính giữa rừng yêu lá thơ. Mà cảm ơn quý vị. Lần đầu tiên chúng tôi lưu đến với Minnesota, quý vị nghe hát có được không vậy? Thank you. Nếu mà được.
của chúng ta trong đây là đều là các em sinh viên tại các trường đại học ở vùng Song Thành của chúng ta. Một lần nữa một tràng pháo tay rất lớn cho 6 nhà design, nhà thiết kế trẻ nhất của chúng ta, đó là Kim Yến Nguyễn, Connor Vu, Kelly Nguyễn, Nắng Mai, Hayley Luan, and Jun Yang Gunsing. And they cannot do this without the assistant. Please, a big applause for Kelly Nguyễn and Rick.